với thằng Covid chó như này. Cái địt cái con mẹ nhớ tôi đi hát thế nào nó biết nó là ca sĩ mà nó địt cái bao nhiêu con phò đấy. Cái thằng này nó ở Ninh Giang các bạn, thế là nó địt hàng nghìn con phò đấy. Một đêm nó địt bao nhiêu con phò, tôi thuê một cái phòng nghỉ trong nhà nghỉ thôi. Tôi địt mấy con cái nhà chứa trong nhà nghỉ xong cho vào cái sự chém tớ. Mà trong khi phòng ca sĩ của tôi xong đi hát được phát phòng miễn phí trong khách sạn các bạn ạ. Nó bảo nó đâm chết tôi bây giờ cứ lấy cái phòng ngủ của tôi cho mấy con nghĩ nó địt nhau trong nhà nghỉ, nó bắt tôi phải ngủ ven đường này bạn này. Thế thôi của anh trai tôi xuống. Nó bảo là địt mẹ mày bố mẹ dân sao ở quê nhưng bố mày địt bố mày hiếp dâm mày xong mày phải đứng nhìn bố ngủ 100 con phò nữa. Xong là tớ về chạy về tớ gọi bố mẹ anh trai tớ đến, anh trai tớ chém nó thì bắt đầu bảo nó lợi dụng lúc tâm ngủ xuyên không ở nhà chém tớ xuống hiếp dâm trộm xong đánh tớ các bạn ạ. Xong là anh trai tớ đến thì nó lại bỏ chạy. Xong toàn hiếp dâm trộm đéo trả tiền nữa các bạn ạ. Mất tớ ngủ ven đường như này này. Xong là không cho tớ tắm giặt không cho phòng ngủ các bạn ạ. Mà bố mày đứng chặn phòng ngủ chém chết của mày nếu mày không nghe xong đã của bố mày chém mày bắt mày phải đi lăng trì các bạn ạ. Mà anh trai tớ đã giết con chó này rồi cho nó gọi công an báo bắt nó nhưng đéo chết các bạn ạ. Tớ phải gọi xuống Hải Phòng của anh trai tớ lên. Thế này bây giờ nó đéo nó trốn nó chạy trốn lúc anh trai tớ đi phải ở nhà với vợ con người ta bạn ạ. Thế lúc tớ nghỉ ở trong phòng ngủ nó xuyên không vào chém nó né tớ trong nhà các bạn xong cứ thấy người bảo vệ ra là chạy thì con mẹ nhá thằng chó này muốn chơi quýt của ca sĩ nên đéo trả tiền các bạn ạ. Tớ đã sĩ tớ đi hát ở phòng trà các bạn là khách nên bo tiền cho tớ mà ngồi nó chuyện không nói được tức phải như mấy người phụ của quán bar đâu. Con chó này nó muốn quen tớ nào nó sợ phải hiếp dâm nhân thể của tớ bóc bao cao su gồm ca sĩ của tớ vài ngàn đô đấy cho con nghĩ cho nó ăn đi địch nhau ở nhà toàn chơi mấy con phò già bằng của tụ cụ tớ các bạn ạ. Xong nó bảo là bố mày bắt mày xem bố mày địch cho mấy con cái điếm các bạn ạ. Tớ bảo anh trai tớ nên chém nó bắt đầu cứ nhúc anh trai tớ ở nhà với gia đình vợ chồng vợ người ta con người ta không ngồi bảo vệ đấy nó hiền tớ ngủ trong nhà vào chém nén tớ xong chạy. Còn bây giờ tớ gọi công an đến thì con chó nó chạy qua mạng ngày nào đêm nào vào hiếp dâm trộm tớ đéo trả tiền xong là chém tớ bắt tớ đi lăng trì nuôi nó.